toàn cảnh dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển gần 300 triệu đô la Mỹ của Samsung ở Hà Nội. Sau 2 năm thi công, hiện dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2022 theo đúng kế hoạch. Công trình tọa lạc tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội, với tổng diện tích xây dựng là 11.603m² và diện tích sàn là 79.511m². Tòa nhà được thiết kế với 16 tầng nổi, 3 tầng hầm. Trung tâm này là tòa nhà đầu tiên được Samsung Electronics xây dựng ở nước ngoài nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển của tập đoàn. Và đây cũng là trung tâm được xây dựng với quy mô lớn nhất trong số các trung tâm của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới của Samsung sẽ thu hút 3.000 kỹ sư tới làm việc và sẽ không chỉ tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mà còn trong cả các lĩnh vực đang là xu hướng của thế giới như trí tuệ nhân tạo, AI, vạn vật kết nối, IoT, dữ liệu lớn, Big Data, mạng 5G. Việc này là nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Samsung trên toàn cầu, nhưng đồng thời cũng sẽ giúp Việt Nam bắt nhịp được với xu thế của thế giới, ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nói. Bên cạnh 6 nhà máy được đầu tư xây dựng và vận hành tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Hà Nội cũng chính là mảnh ghép quan trọng để tạo nên bức tranh đầu tư chiến lược trị giá 17,7 tỷ đô la Mỹ của Samsung tại Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung được kỳ vọng sẽ đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của Hà Nội nói chung, cũng như góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn về chuyển đổi số, nhằm đưa thành phố Hà Nội dẫn đầu cả nước trong các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ. Mục tiêu của dự án là tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện, điện tử và viễn thông công nghệ cao với tổng vốn đầu tư vào khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Trung tâm này sẽ có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo như kế hoạch ban đầu, Samsung dự định xây dựng trung tâm này ở khu chức năng đô thị Nam đường Vành Đai 3, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhận định đây là trung tâm nghiên cứu và phát triển duy nhất về cả điện thoại di động và các trang thiết bị mạng, dẫn đầu công nghệ 5G của Samsung, đồng thời đóng vai trò như trụ sở của Samsung tại Việt Nam và góp phần xây dựng các nhà máy thông minh tại Hà Nội trong tương lai.